Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Các cơ quan chức năng thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang phối hợp công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam tìm kiếm một công nhân mất tích, nghi rơi xuống hố tử thần xuất hiện tại khu vực làm việc. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 6, khi nhóm thợ của công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam Kulavi đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gia cố chân băng tải B23 tại khu đoàn kết phường Mạo Khê thuộc hệ thống băng tải cấp than cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê. Sau khi hoàn thành các thủ tục giao nhận việc theo quy định, nhóm công nhân đã tàn ra thực hiện nhiệm vụ riêng thì bất ngờ xuất hiện hố sụt rộng khoảng 4m, sâu khoảng 10m. Kiểm tra lại quân số, công nhân tên NVQ, sinh năm 1991, trú tại khu Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, không thấy tại hiện trường. Nghi ngờ anh Quy bị sụt xuống hố, các lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực nguy hiểm, huy động phương tiện, nhân lực, mở thêm đường hầm vào khu vực hồ sâu tìm kiếm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mạo Khê cho biết, đến sáng ngày 7 tháng 6, sau hơn 4 ngày mất tích vẫn chưa tìm thấy công nhân quy. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực triển khai. Vụ sập tường xảy ra khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 6 tại ngôi nhà đang phá rỡ trong ngõ 444 phố Đội Cấn Hà Nội. Theo một số người dân sống trong khu vực này, khi hai anh em ruột trong ngôi nhà đang thực hiện việc phá rỡ bức tường nhà. Lúc người anh trèo lên để thực hiện phá rỡ thì bất ngờ bức tường đổ xuống đè vào chân người em. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kêu gọi giúp đỡ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ, đưa hai nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, một người bị thương rất nặng và tử vong tại bệnh viện. Bước đầu xác định, hai nạn nhân là anh NXT, sinh năm 1978, bị thương nhẹ vùng lưng và anh NXN, sinh năm 1985, tử vong tại bệnh viện. Ủy ban nhân dân phường Cống Vị, Ba Đình Hà Nội sau đó đã có báo cáo về vụ việc này. Theo Ủy ban nhân dân phường Cống Vị, chủ công trình là ông NST và vợ là TTHG. Công trình này được cấp phép cải tạo và sửa chữa căn nhà bê tông 4 tầng 1 tùm thang. Ngày 26 tháng 4, ngôi nhà này bắt đầu sửa chữa, đến ngày 6 tháng 6 là buổi thứ ba phá dỡ công trình, tốt thở phá dỡ gồm 4 người. Đến 17 giờ cùng ngày, hai người ngồi nghỉ ngơi tại tầng 3 khu vực đang tháo dỡ, anh V sinh năm 1986 quê Nam Định, trèo lên kéo tấm bạt, dỡ xuống thì bất ngờ bức tường bị đổ sập đè vào người anh N và anh T. Thế vậy, anh K và anh V xuống giữa gạch kéo được anh T ra. Sau khoảng 30 phút, anh N được lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an quận Cầu Giấy cùng các lực lượng cứu hộ của phường đưa ra khỏi khu vực bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354. Do thương tích quá nặng nên anh NXN đã tử vong. Anh T bị thương tích nhẹ, hiện tại đã xuất viện. Sau sự việc, Chính quyền phường đã gặp gỡ gia đình nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ những người bị nạn. Hiện tại, người nhà nạn nhân đang xin được đưa người thân về quê an táng. Các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét giải quyết theo quy định. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan sai phạm xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 2. C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng qua biên giới. Trong đó, nhóm của bà Lan sử dụng 287.000 tỷ để chi trả cho các khoản vay tại SCB. Chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB hơn 32.000 tỷ, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỷ theo từng lần phục vụ thực hiện các chỉ đạo của bà Lan. Trường hợp số tiền chưa dùng đến sẽ chuyển vào một tài khoản được gọi là tài khoản chờ, khi cần sẽ rút ra sử dụng. Công an xác định có hơn 128.000 tỷ sau khi giải ngân đã được bà Lan chỉ đạo sử dụng cho các mục đích khác. Cũng theo kết luận năm 2018, 2019 Bà Lan và nhóm thân tín thông qua phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Secha, Sunny World đều thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ của hơn 35.000 người. Nhằm che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp số tiền này, Bà Lan và nhóm đã rút tiền mặt trực tiếp tại SCB và giao Bùi Văn Dũng vận chuyển về nhà riêng hoặc trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng cho mục đích cá nhân. Bà Lan cũng bị cáo buộc rút tiền, chuyển tiền cho tổ chức và cá nhân đứng tên nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định để trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho các công ty và cá nhân. Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan Khai giao cho Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Phương Anh để lập các khoản vay khống tại SCB lấy nguồn tiền để chuyển ra nước ngoài và sử dụng cho các mục đích khác ở trong nước. Bà Lan Khai tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ để chuyển được tiền ra nước ngoài và ngược lại bà Lan giao cho các thân tín phối hợp với Chiêu Bình, Cưng Kenneth, luật sư được giao quản lý các công ty ở nước ngoài cùng nhóm lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ giữa công ty ở Việt Nam với các tổ chức công ty nước ngoài. Ngoài ra, theo kết luận điều tra, Chiêu Bình, Cưng Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland được bà Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Người này đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 34.000 tỷ đồng. Một người ngoại quốc khác đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chen Ji Trung, quốc tịch Hồng Kông Trung Quốc, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Người này đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ án không xác định rõ hai người nước ngoài trên ở đâu cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự đã có quyết định truy nã nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa truy bắt được liên quan đến những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình đồng thời người này gửi lời xin lỗi về những phát ngôn khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều. Người này viết, Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Cũng trong bài viết của mình, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, đồng thời chia sẻ, Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh và cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận, hiện tại bài viết trên fanpage Angela Phương Trinh có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái này. Dù vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ bài viết trên các diễn đàn, chuyên trang bàn luận chuyện showbiz. Lời giải thích của tài khoản Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình cho rằng dù là trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi nhưng lại không cẩn trọng khi chia sẻ thông tin. Vậy nên việc lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương. Một tài khoản bình luận: Tung hoành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi, kịch bản này tôi lạ gì với mấy người nữa. Người xem khác nêu quan điểm: Thích gì làm đấy, gây chuyện xong là xin lỗi, thế thì loạn. Một khán giả bày tỏ: Phát ngôn linh tinh xong giờ đi xin lỗi, tôi không đồng ý đấy thì làm sao nào? Xin lỗi là chuyện của em tha lỗi hay không lại là chuyện khác, một khán giả nêu quan điểm. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương. Nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng dừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với những trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc trong dư luận. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này, cư dân mạng viết. Một tài khoản bày tỏ, đề nghị nhãn hàng mà bạn này đang quảng cáo dừng lại hết, không thuê nữa. Một người xem khác khẳng định tôi sẽ không mua bất cứ hàng hóa nào cô này làm đại diện. Những ngày qua, Angela Phương Trinh gây bão mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, những phát ngôn của cô liên quan tới hành giả thích minh tuệ và phương thức tu học pháp đầu đà, khiến nhiều khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đã liên tục đăng tải các bài viết nêu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của ông Thích Minh Tuệ bằng lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Cô mỉa mai khi cho rằng đây là bộ phim và xem ông thích minh tuệ là diễn viên thậm chí cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn